chị chào Hiền Vi, chào Lan Anh, chào tất cả các em. Hiện tại thì chị đã có mặt cùng với chúng mình trong buổi phát ngày hôm nay rồi. Thì không biết là các bạn đã ngồi vào bàn học chưa? Hôm nay thì là cuối tuần đúng không? Các em có đi chơi đâu không? Các bạn có được tùng rồi là các bạn có cuộc hẹn với ai đó không nào? Và ngày hôm nay thì chị cùng với chúng mình luyện đề một chút xíu rồi nhá. Cũng khá lâu thì học văn chị Hiên chưa có luyện đề cùng với các em. Trong thời gian trước đó, nếu như các bạn theo dõi học văn chị Hiên thì các bạn sẽ thấy là các chị đã tập trung nhiều vào phần kiến thức nền. Và ngày hôm nay thì chị cũng muốn là từ những phần kiến thức nền chúng mình đã học, chúng mình cũng đã trao đổi với nhau, chúng mình thử luyện tập làm một đề xem như thế nào nhá. Rồi, chị cảm ơn Khánh Vân. Trời ơi, chào chị đẹp cơ ạ. Rồi, ok nhất trí. Lan Anh thì bảo là em học full tuần. Chà, thế là không có dành một buổi để bản thân nghỉ ngơi sao? Nói chung là đến thời điểm này thì các anh chị lớp 12 cũng còn đâu đấy hơn một tháng nữa thôi thì là chúng mình thi rồi. Thì chị cũng hy vọng là các bạn cũng sẽ có thể cố gắng hết sức có thể trong cái khoảng thời gian này nhá. Hiện tại thì chị cũng đã chuẩn bị bắt đầu chữa bài, chữa đề, luyện đề cùng với các bạn ngày hôm nay. Thế thì các bạn sẽ cùng với chị vào học, đồng thời có thể tag tên những người bạn của mình vào nhé. Thế thì trước khi luyện đề, nhắc qua một chút xíu để nhớ này. Trong quá trình các bạn luyện đề, điều quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị đó chính là chúng mình chú ý về mặt thời gian. Nhớ nhá, cái phần này khá là quan trọng này. Chị thấy là có nhiều bạn cứ luyện thôi. Và đặc biệt là các bạn nghĩ là ôi thôi mình còn nhiều thời gian mà, mình cứ làm thôi, mình cứ luyện thôi. Thế thì thành ra là trong cái quá trình mà các bạn luyện một đề hoàn chỉnh bao gồm hai phần, đó là phần đọc hiểu và phần làm văn. Trong phần làm văn chúng mình có hai câu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ chị, trong quá trình luyện đề chúng mình căn thời gian giúp cho chị. Chúng mình sẽ có 120 phút trên một đề thi. Vậy thì với 120 phút như vậy thì các bạn cần phải phân bổ như thế nào cho từng phần? Và nhớ chị, trong quá trình mà các bạn luyện đề và đặc biệt vào cái khoảng thời gian cuối này rồi thì đừng có ăn cắp thời gian nữa. Chị biết là trong quá trình các bạn luyện đề, các bạn bấm thời gian 120 phút, nhưng đến khi các bạn thực chiến thật, các bạn viết, chị tin chắc là vẫn sẽ có những bạn ngồi viết mãi không xong một đề. Thậm chí ngồi cả buổi sáng, ngồi cả buổi chiều, ngồi cả buổi tối không làm được một đề. Đây, Khánh Vân bảo với chị là em viết 4 tiếng mới xong một bài rồi. Ôi, 4 tiếng mới xong một bài, nhưng đi thi em chỉ có 120 phút. Tính ra là chúng mình chỉ có bao nhiêu đâu ạ? Tiếng rưỡi đúng không? 2 tiếng. Rồi, xin lỗi, chúng mình có 2 tiếng để chúng mình làm. Thế thì bây giờ em gấp đôi thời gian là 4 tiếng như vậy thì sao? Đến lúc vào phòng thi mình tính thế nào đây? Đúng không ạ? Rồi, ở đây thì Hà Phương bảo chị là em viết 2 ngày mới xong một đề. Ôi ơi, thế thì nếu như các bạn đang trong cái tình trạng như vậy thì thực sự là phải điều chỉnh lại giúp cho chị. Viết nhiều, viết ít thì trong khoảng thời gian 120 phút phải hoàn thành giúp cho chị. Bởi vì đây không phải là khoảng thời gian mà các bạn vừa làm đề vừa học kiến thức nền nữa. Bởi vì các bạn chỉ còn hơn một tháng nữa thi mà, đúng không ạ? Khi các bạn đã quyết tâm vào ngồi làm đề thì phải căn cho chị đúng 120 phút. Còn nếu như khoảng thời gian trước đó các bạn còn 2 tháng, 3 tháng thì các bạn cũng vừa có thể học nền, vừa đồng thời là luyện đề, thì chúng mình cũng có thể kéo dài khoảng thời gian đó ra. Nhưng bây giờ mình đang bắt đầu vào luyện, ví dụ như các bạn luyện bộ 10 đề hoặc luyện bộ 20 đề, có nhiều bạn thì sung sức hơn, luyện nhiều hơn, làm nhiều hơn. Vậy thì các bạn phải bấm được thời gian giúp cho chị để trong 120 phút đó các bạn viết như thế nào. Được chưa ạ? Còn đừng là cố gắng trau chuốt nhất có thể. Tức là các bạn cứ ngồi nghĩ mãi, ngân nga mãi để nghĩ ra những cái câu văn thật là hay, rồi các bạn sẽ suy nghĩ thế này thế kia để cố gắng tốt tát cho cái bài văn của mình hoàn chỉnh nhé. Thì chị nói thật với các bạn, đi thi các bạn sẽ không có thời gian như vậy nữa. Nên chị muốn là cái khoảng thời gian cuối này các bạn sẽ thực chiến được nhiều nhất. Khi luyện đề thì chú ý chị về mặt thời gian mà các bạn sẽ làm nhé. Ở đây thì chị thấy đa phần các bạn bảo với chị là ôi em 4 tiếng em viết cả một buổi chiều mới xong, hoặc cả một ngày mới xong, hoặc 2 ngày mới xong một đề. Mà nếu như trong cái trường hợp như vậy á, thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Và thực sự các bạn chưa thể đánh giá chính xác được khả năng mà bản thân các bạn đang có đâu. Tại sao chị nói như vậy? Cái này thì khá là khiến các bạn, có thể khiến các em buồn. Nhưng mà chị vẫn sẽ nói thẳng với các bạn rằng nếu như bây giờ các bạn vẫn dành quá nhiều thời gian để chúng mình luyện đề như vậy, thế thì trong khoảng 4 tiếng đó các bạn sẽ viết được tất cả những gì mà các bạn mong muốn, đúng không ạ? Viết được tất cả những gì mà các bạn cảm thấy đó là điều tâm huyết nhất của các em, đó là những cái gì hay nhất mà các bạn có thể viết trong thời điểm đó. Thế nhưng mà các em ơi, đi thi chúng mình chỉ có 120 phút để
vận dụng tất cả mọi thứ chúng mình đã học thôi. Thế nên mong muốn rằng trong khoảng thời gian cho phép là 120 phút, hãy hoàn thành giúp cho chị tất cả toàn bộ yêu cầu trong đề thi có. Các bạn viết hay, nhất trí, các bạn viết chưa hay, nhất trí. Nhưng 120 phút đó phải xác định để xem bản thân mình thực sự viết được như thế nào. Thế sau khi các bạn xác định được rồi, các bạn mới chấm rằng là ở phần đọc hiểu mình còn thiếu cái phần này này, ở phần đọc hiểu mình còn yếu ở câu số 4 này, mình chưa lý giải được này. Rồi đến phần nghị luận xã hội này, ui dồi, cái phần liên hệ bản thân mình mất khá nhiều thời gian làm phần này này. Hay là đối với phần nghị luận văn học thì mình mất khá nhiều thời gian để viết mở bài này. Ví dụ như thế nhá, trong trường hợp như thế, tự mình làm trong 120 phút đó, xem lại bài làm trong 120 phút đó, bản thân mình còn yếu cái gì, còn kém cái gì, còn chưa được cái gì thì phải nốt ra hết. Để làm gì? Để ngay sau cái lần em luyện đề đúng 120 phút đó giúp cho chị thì bắt đầu quay trở lại với những cái điểm yếu mà bản thân mình đang gặp phải trong quá trình luyện đề. Nốt hết ra, bây giờ mình sẽ khắc phục từng vấn đề một. Tức là các bạn học, các bạn phải đối chiếu, các bạn phải đối sánh với gì mình đã làm được, chưa làm được, bổ sung để tiếp tục làm. Còn đừng là cứ 4 ngày hay là 2 tiếng hay là nhiều hơn 2 tiếng các bạn đã viết xong một đề. Thì trong quá trình các bạn làm đề, các bạn xem lại kiến thức các bạn, đọc chỗ này các bạn, đọc chỗ kia, thế thì các bạn gọi gì là đi thi nữa, đúng không? Thế thì các bạn học như vậy cũng sẽ hiệu quả đối với một số bạn. Nhưng theo chị thì nếu như các bạn học như vậy thì các bạn sẽ bị rất là phụ thuộc vào cái gì? Vào cái phần tài liệu mà các bạn có ấy. Chị biết là trong quá trình làm đề các bạn hiểu gì chẳng ngó, các bạn hiểu gì sẽ đọc cái này cái kia, đúng không? Thế nên nếu mà như vậy thì mình chưa thể kiểm chứng được bản thân mình đã có cái gì hoặc là đã học được cái gì. Thế nên trong quá trình 120 phút này các bạn cứ thẳng thắn với bản thân mình đi, cứ làm đi, cứ như là trong ngồi trong phòng thi đi, phải có tính tự giác dần dần đi. Được chưa ạ? Bởi vì đây là khoảng thời gian cuối mà các bạn phải luyện đề rồi. Thế nên các bạn hãy cố gắng là với 120 phút này hãy thành thực với chính mình, với tất cả những gì các bạn có, các bạn làm. Làm xong đối chiếu lại với đáp án để xem bản thân mình còn yếu ở chỗ nào, để làm gì, để sau quả luyện đề đấy ta sẽ bắt đầu khôi phục lại tất cả những gì ta chưa có. Được chưa ạ? Hoặc là ta còn yếu, hoặc là ta chưa nắm chắc. Nhớ nhá. Còn nếu như những gì mà em đã làm tốt rồi thì chắc chắn phải phát huy cho những đề lần sau. Trong quá trình mà chị luyện đề đấy thì chị có thói quen là luyện xong, viết xong không bao giờ để đấy, phải đọc lại để tự bản thân mình chỉ ra điểm tốt và điểm chưa tốt. Điểm tốt để phát huy, để tiếp tục làm cho những đề sau. Còn điểm chưa tốt thì ta sẽ bắt đầu xem ta chưa tốt ở chỗ nào, ta bắt đầu đi chữa ở chỗ đấy, ta khắc phục ở chỗ đó. Thì đến đề sau em thử làm, vẫn là cấu trúc đó, để xem với những cái điểm tốt đó ta đã khắc phục tốt chưa, rồi với những cái điểm chưa tốt thì ta đã làm ổn thỏa hết chưa. Được không ạ? Nhất trí với chị là như thế nhá. Quá các bạn làm đề hơn một tháng nữa thì cái quan trọng là chúng mình không chỉ là sự chăm chỉ, mà thêm vào đó là chọn cho mình một cách học phù hợp, hiệu quả và thông minh, để chúng mình có thể đẩy nhanh cái quá trình học. Thay vì cứ viết mãi, viết hoài, viết 4 tiếng, viết cả một buổi chiều, viết cả một buổi sáng, xong viết xong để đấy chẳng làm gì. Thế thì luyện để làm gì? Luyện xong phải biết là mình được cái gì, mình chưa được cái gì. Nhớ nhá, được không ạ? Nhất trí với chị là như vậy. Ở đây thì chị khá là buồn vì đến thời điểm này là các bạn còn hơn một tháng mà chúng mình đang loay hoay trong quá trình luyện đề mà vẫn còn phụ thuộc nhiều quá. Thế thành ra là chị cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn về cách học, về cách để chúng mình luyện đề trong cái thời gian cuối này. Khẳng định lại với chính bản thân mình đi, xem bản thân mình đã học được gì, chưa học được gì, thẳng thắn để chúng mình luyện tập xong chỉ ra điểm yếu của bản thân, khắc phục điểm yếu của bản thân, lại tiếp tục làm như vậy thì các bạn mới có sự thay đổi trong cái khoảng thời gian tiếp theo. Chứ mà chúng mình cứ làm xong chẳng biết mình được ở đâu, chưa được ở đâu thì cứ như vậy mãi cứ như vậy. Đề này thì ổn, mình làm ổn chỗ này, đề kia thì mình thôi kệ đi. Các bạn ơi, cấu trúc đề thì không thay đổi, đúng không ạ? Thế nên các bạn phải nắm bắt được cái tinh thần là như vậy để trong quá trình chúng mình làm chúng mình có sự thay đổi, được chưa ạ? Mà nhớ là thay đổi đi lên nhá, không phải thay đổi đi xuống đâu. Luyện 10 đề thì sau 10 đề thì phải lên tay hơn, thì phải khắc phục được những cái điểm yếu hiện tại mà chúng mình đang có ở cái đề số 1 các bạn làm đấy. Thôi nói nhiều quá sợ các bạn lại không vui, các bạn lại không thích. Bây giờ quay trở vào quá trình mà chúng mình luyện nhá. Bây giờ các bạn cùng với chị chú ý đề bài, được không ạ? Ở đây thì chị trích từ đề số 3 trong cuốn Săn 8. Và các bạn cùng với chị theo dõi nhé. Cấu trúc đề thì chúng mình sẽ bao gồm hai phần đọc hiểu và phần làm văn. Trong phần đọc hiểu các bạn sẽ có 3 điểm chia đều cho 4 câu theo thứ tự từ dễ đến khó. Hay nói một cách cụ thể hơn hay là khoa học hơn đúng thì các bạn sẽ đi làm những cái câu hỏi từ mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Được chưa ạ? Thì chúng mình sẽ có 4 câu hỏi là như vậy. Cấu trúc thì các bạn
đến thời điểm này đã nắm chắc được rồi. Vậy thì bây giờ các bạn cùng với chị và các bạn thử làm cho chị cái đề này ngay và luôn trong lúc này đi. Với phần đọc hiểu này thì các bạn cố gắng làm cho chị trong khoảng 20 phút. Được chưa ạ? 20 phút các bạn cố gắng làm cho chị cái phần này. Thậm chí nếu bạn nào mà làm nhanh rồi thì có thể làm cho chị 15 phút thôi, để chúng mình dành thời gian cho phần làm văn. Được chưa ạ? Tại sao chị nói rằng trong câu đọc hiểu các bạn chỉ cần 15 cho đến 20 phút? Bởi vì câu đọc hiểu hỏi gì trả lời đó đúng, trúng, trọng tâm là được. Các bạn không cần phải quá là trao chuốt phần này, nhưng mà phải là đúng, trúng và đủ nhá. Thì đấy là cái từ khóa mà các bạn cần phải nắm được trong quá trình chúng mình luyện về đọc hiểu. Thì ở đây chị có một cái đề như thế này, các em có nhìn rõ không ạ? Các bạn có nhìn rõ không? Chị biết là ở đây các bạn sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề mà các bạn đang gặp khó khăn. Chị mong là trong cái thời gian cuối cùng này, các em sẽ có thể cùng với nhau luyện tập, cùng với nhau vượt qua những khó khăn, dù đó là đọc hiểu, hay dù đó là nghị luận xã hội, hay dù đó là nghị luận văn học. Bởi vì ở đây chị thấy rất là nhiều bạn nhỏ có đưa ra những cái khó khăn của bản thân. Vậy thì ở đây chị chỉ có một cái lời khuyên, đó là từ cái quá trình mà các bạn chủ động luyện tập học thì biết bản thân mình yếu cái gì thì cố gắng là đầu tư thêm vào cái đó thôi. Được chưa ạ? Tháo gỡ những cái khó khăn của bản thân mình, bởi vì chính các em mới là người có thể biết mình yếu ở đâu hoặc là biết mình chưa tốt ở đâu thôi. Còn nếu như các bạn nhờ một ai đó thì chắc chắn là các bạn cần phải có sự hỗ trợ của người khác rồi. Thì ở đây chị chỉ mong muốn là các bạn tự biết được bản mình, bản thân của các bạn được, chưa được hoặc như thế nào đó, để chúng mình có thể thay đổi trong những cái lần tiếp theo chúng mình luyện đề, hoặc là trong những khoảng thời gian tới khi các bạn đã chuẩn bị bước vào kỳ thi rồi nhá. Ở đây thì chúng mình sẽ cùng với chị luyện như thế này, các bạn sẽ cùng với chị đọc đề nhá. Đọc văn bản dưới đây và thực hiện các yêu cầu. Vào tháng 1 năm 2020, nhóm của nhà khoa học Hilbert tại Oxford Rene đã chế tạo vaccine virus Ebola, nhưng tâm trí của Gibbs lúc đó và hầu hết mọi người trong cộng đồng vaccine đều hướng về coronavirus mới đang lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc. Một ngày sau khi các nhà khoa học Trung Quốc công bố trình tự gen COVID-19, Gilbert đã hướng dẫn nhóm của mình quay sang nghiên cứu vaccine coronavirus. Quả thật, mọi khó khăn đã được đền đáp, vaccine đã phát huy tác dụng. Bà Gilbert và trường đại học Oxford đã hợp tác với hãng dược AstraZeneca để sản xuất vaccine trên quy mô lớn, với điều kiện vaccine được bán trên cơ sở phi lợi nhuận. Ngay từ đầu, chúng tôi coi đây là một cuộc chạy đua với virus, chứ không phải là một cuộc chạy đua với các nhà phát triển vaccine khác. Chúng tôi là trường đại học và chúng tôi không làm việc này để kiếm tiền. Hãng tin BBC của Anh dẫn lời bà Gilbert, vaccine AstraZeneca hiện đang được bán trên cơ sở phi lợi nhuận có giá chưa đến 3 USD trên một liều. Trong khi đó, giá của vaccine Sinopharm khoảng 13,6 USD trên liều, hay Moderna khoảng 33 USD trên liều. Bà Gilbert từng trả lời báo The Star của Malaysia rằng, là người đã phát minh ra loại vaccine này, tôi có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng tôi từ chối nhận bằng sáng chế vaccine. Tôi không muốn độc quyền sáng chế vì tôi muốn chia sẻ công nghệ này để mọi người có thể sản xuất vaccine. Và đây chính là phần ngữ liệu của phần đọc hiểu mà các bạn đã cùng với chị đọc, các em có thể quan sát trên phần màn hình của chúng mình đấy. Thế thì theo các bạn, với cái đề đọc hiểu như thế này, thì các bạn có 4 câu hỏi như vậy thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Trước tiên, đối với câu hỏi số 1 là câu hỏi mang tính chất nhận biết đây ạ. Câu 1 yêu cầu các bạn xác định phong cách của văn bản trên, đúng ạ? Phong cách của văn bản. Thế thì khi các bạn đọc đề, các bạn gạch chân trị từ khóa để xem đề hỏi chúng ta phong cách, hay là đề hỏi về phương thức biểu đạt, hay là đề hỏi về thao tác lập luận, để chúng mình xác định được câu hỏi. Vậy thì khi đề hỏi phong cách ngôn ngữ thì trong đầu các bạn phải nhớ cho chị là chúng mình đã được học 6 phong cách. Đó là những phong cách nào ạ? Có bạn nào còn nhớ 6 phong cách đó và có thể chỉ giúp ra cho chị phong cách mà đoạn trích trên đã sử dụng không ạ? Các em ơi, chúng mình có bao nhiêu phong cách ạ? Chúng mình có 6 phong cách. Và 6 phong cách đó là 6 phong cách nào? Chị gợi ý nhá. Gợi ý nhá. Đầu tiên chị có nghệ thuật, sau đó chị có sinh hoạt, sau đó chị có hành trình công vụ, sau đó chị có trình luận. Rồi, còn cái gì nữa các bạn chỉ ra giúp chị đi ạ?
chị mới kể 4 hay 5 phong cách đấy. Thì theo các bạn, đối với cái bài đọc này thì chúng mình có phong cách nào đây? Ở đây thì chị nhận được phản hồi của các bạn đây ạ. Ngọc Lan bảo là báo chí, Nguyễn Loan báo chí, Hồ Quỳnh Lâm và nói rằng là nghị luận. Đây, Hồ Quỳnh Trâm. Hồ Quỳnh Trâm nói với chị là đoạn trên sử dụng phong cách nghị luận. Vậy thì đây là một trong những câu trả lời đáng buồn. Tại sao chị nói như vậy? Nhân câu trả lời của Quỳnh Trâm, chị muốn nhắc nhở với tất cả các bạn rằng khi mà đề hỏi là phong cách thì phải nhớ chị, phong cách thì bao gồm bao nhiêu phong cách. Còn đề hỏi là phương thức biểu đạt thì bao gồm bao nhiêu phương thức biểu đạt. Còn nghị luận ở đây là phương thức biểu đạt chứ không phải là phong cách. Chị thấy có nhiều bạn đang bị nhầm lẫn giữa các tên gọi của phong cách và phương thức biểu đạt. Và đây là một trong những trường hợp không chỉ riêng gì một bạn nào đó, mà chị thấy có khá là nhiều bạn đang bị nhầm. Đề hỏi phong cách chị đã nhấn mạnh rồi, phải nhớ chị, đề hỏi phong cách hay là hỏi thao tác lập luận, hay là hỏi phương thức biểu đạt, hay là hỏi thể thơ, hỏi gì phải xác định được cái phạm vi kiến thức nền mà mình đã được học ở đó, được chưa ạ? Chứ bây giờ đề hỏi phong cách đi trả lời nghị luận thế là xong rồi, mất điểm rồi, mất 0,5 điểm câu này rồi. Rồi, ở đây thì nhân cái câu trả lời của Quỳnh Trâm thì chị cũng muốn nhắc nhở với tất cả các bạn nhé. Trong quá trình mà các bạn làm đề thì các bạn phải chú ý giúp cho chị. Rồi, ở đây thì Hương Giang có nói là chính luận. Rồi, ở đây Đức Lợi báo chí. Vậy thì bây giờ chúng mình đang phân vân giữa chính luận và phân vân giữa báo chí, đúng không? Thế cùng với chị phân tích nhé, xem là báo chí hay là chính luận nhé. Khi nhắc đến báo chí thì các bạn nhớ đến cho chị cái sự cập nhật nóng hổi, được chưa ạ? Còn khi nhắc đến chính luận thì nhớ chị điều gì ạ? Người viết sẽ trực tiếp đưa ra quan điểm cá nhân, được chưa ạ? Và ở đây chị biết là các bạn khi đưa ra phong cách chính luận thì chị biết là các bạn cũng thấy, ở đây chúng ta thấy bà Gilbert, đúng không ạ? Gilbert đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình khi nói về vaccine COVID-19, vaccine corona, đúng không ạ? Vaccine để trị loại virus corona đấy. Thế thì chúng ta thấy, đó là người viết đưa ra quan điểm cá nhân. Nhưng không các em ơi, đây là trích lời nói của nhân vật, trích lời nói của bà Gilbert kia. Thế thì ở đây chúng ta không thể nào mà xác định nó là chính luận được, bởi vì đây đâu phải người viết đâu, đây là lời nói của một nhân vật và được trích lại và được viết lại. Vậy thì các bạn nhớ chị này, trước tiên này, có thời gian này, được chưa? Được chưa ạ? Thì đã thấy cái tính cập nhật chưa ạ? Đó, dù là bây giờ năm 2023 rồi, nhưng khi các bạn đọc ngữ liệu này thì các bạn phải thấy là vào tháng 1 năm 2020, với cái dữ kiện này có thể bước đầu xác định được là báo chí rồi, nhớ nhá. Tiếp đến chúng ta thấy đề cập đến một vấn đề rất nóng ngay tại thời điểm 2020, đó chính là COVID-19, đúng không ạ? Một loại virus vô cùng kinh khủng khiếp đã hoành hành chúng ta trong nhiều năm nay. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, vừa mới cách đây 1-2 tháng thôi, COVID-19 lại bắt đầu có nguy cơ quay trở lại với đất nước chúng mình, đúng không? Đó, thì đây là một cái dữ kiện đầu tiên để các bạn có thể ngầm hiểu là báo chí rồi. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy là chưa đủ tự tin về báo chí thì hãy tiếp tục đọc tiếp, đúng không ạ? Cái sự cập nhật ở đây, đó chính là nói về COVID-19, và đặc biệt là các bạn có thể thấy này, giá cả được cập nhật này, đó, để cho chúng ta biết này, đấy, những thông tin đó, được chưa? Còn nếu như bạn nào đang phân vân là chính luận thì như chị nói rồi, chính luận thì người viết đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Nhưng quan điểm cá nhân ở đây là quan điểm của người viết chứ không phải là quan điểm của một nhân vật được nhắc đến. Vậy nên ở đây chị đã thấy có hai luồng ý kiến được đưa ra, một là báo chí, hai là chính luận. Chị biết các bạn đều có những cơ sở nhất định để các bạn dựa vào, còn không phải là chúng mình ngẫu nhiên chúng mình chọn được, không phải ngẫu nhiên là chúng mình đưa ra câu trả lời được, chúng mình cần phải dựa vào ngữ liệu, đúng không ạ? Thế thì ở đây các bạn chọn báo chí, các bạn viết báo chí sẽ đúng nhá. Còn nếu như bạn nào mà xác định báo chí rồi nhưng mà thấy băn khoăn bởi vì thằng bên cạnh nó ghi chính luận ấy thì lại gạch đi báo chí xong ghi chính luận ấy, thì thôi, xin chúc mừng hay là xin chia buồn thì tự các em biết nhá. Trong quá trình mà các bạn làm ấy, luôn luôn tự tin với chính mình đi, bởi vì chị biết là cái áp lực phòng thi rồi là cái sự rung động trong phòng thi nó nhiều lắm các em ạ. Biết là thầy cô coi rất là chặt nhưng mà vẫn kiểu gì cũng quay lên quay xuống nhã nhủ được nhau, đấy là cái chị có thể khẳng định, chị biết luôn. Các bạn vẫn có thể quay xuống, quay trái, quay phải, nhìn nhau, chị biết mà. Có thể, nói chung là thầy cô sẽ nhìn thấy, nhưng đôi khi là một vài như thế thì thầy cô cũng chưa có nhắc đâu. Thế là trong phòng thi, hạn chế nhất có thể cái sự giao tiếp với mọi người.
Tại sao lại như thế? Bởi vì sẽ khiến các bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều cái tâm lý của các bạn ấy. Thế nên là chị chấm bài của các bạn ấy nhiều khi á, có những bạn làm đúng rồi, thế xong thì lại gạch đi, viết đáp án sai, thì gạch đi gạch lại chắc phải đến 3-4 lần, xong cuối cùng vẫn ghi đáp án sai mặc dù ban đầu chọn đúng. Nói chung đây là cái câu chuyện không của riêng ai, mà chị thấy gặp rất là nhiều trường hợp như vậy rồi, thế nên các bạn lưu ý nhé. Ngày hôm nay đấy, chị chưa với các bạn câu này thì các bạn cũng có thấy rằng là có những cái vấn đề mà chúng mình đang gặp phải trong quá trình làm câu 1 của bài đọc hiểu, đó là chưa xác định đúng được phong cách hay là phương thức biểu đạt hay là thao tác lập luận. Cái này yêu cầu về nhà học lại kiến thức nền đó chị nhá, về mặt phần kiến thức tiếng Việt học lại hết đi chắc đi, bởi vì câu này được 0,5 điểm, mà 0,5 điểm mà gắn cho phần nghị luận xã hội, gắn cho phần nghị luận văn học, các bạn có làm mãi mướt các bạn không được 0,5 điểm đâu. Thế nên phải trân trọng từng từng chút một khi các bạn có điểm. Ví dụ với câu này chỉ cần trả lời là phong cách ngôn ngữ của văn bản trên là báo chí, thế là xong, có điểm luôn đúng không, thế là có 0,5 điểm rồi còn gì nữa, được chưa ạ? Đó, thì đấy là một vài những cái vấn đề mà chị vừa mới thấy các em gặp phải trong quá trình mà chúng mình làm đọc hiểu đấy. Câu 2 này, tại sao bà Ribet lại từ chối bằng sáng chế vaccine? Đây là một câu hỏi mang tính chất nhận biết ngữ liệu ở trong phần văn bản, các bạn tìm giúp chị. Thì chúng mình có thể thấy rằng tại sao bà Ribot này lại từ chối bằng sáng chế vaccine? Bởi vì bà trả lời báo này, bà ấy cho rằng này, là người phát minh ra loại vaccine này, tôi có thể kiếm một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng tôi từ chối bằng sáng chế vaccine. Bởi vì sao ạ? À, bởi vì tôi muốn mọi người, tôi muốn vì tôi muốn chia sẻ công nghệ này đến đến mọi người để sản xuất vaccine. Các bạn chép lại chị, để cho là các bạn đã có thêm 0,5 điểm nữa rồi. Đơn giản chưa? Thế là đã có một điểm trong trong câu đọc hiểu rồi đấy. Được rồi, thì bây giờ chúng mình cùng với chị làm câu số 3 nhá. Rồi, với câu 3 thì các bạn có thể cùng với chị đọc đề đấy, thì các bạn có thể thấy rằng ở câu số 3 thì các bạn chú ý chị này, anh chị có suy nghĩ gì về câu nói của bà Gilbert hai chấm ngay từ đầu, chúng tôi coi đây là một cuộc chạy đua với virus chứ không phải là một cuộc chạy đua với các nhà phát triển vaccine khác. Và theo các bạn thì các bạn sẽ trả lời câu này như thế nào? Các bạn có suy nghĩ gì về câu nói của nhân vật được nhắc đến ở đây? Và để làm được câu này thì chị hướng dẫn các bạn cách nhé. Hướng dẫn các bạn cách, thay vì trả lời cho các bạn một câu hỏi thì các bạn sẽ biết một câu hỏi, nhưng cho các bạn cách thì các bạn sẽ biết triển khai cho những câu hỏi tiếp theo cùng với dạng đó. Bởi vì cái câu số 3 này trong đề thi đọc hiểu thì chị thấy có khá là nhiều câu cũng tương tự như này. Ngoài ra thì cũng có một cái dạng là xác định biện pháp nghệ thuật và nêu hiệu quả đấy. Tuy nhiên câu 3 mà các bạn cần phải trình bày suy nghĩ của mình về một ngữ liệu được đặt ra ở trong đoạn trích thì cũng có khá là nhiều. Nói chung cũng là một dạng mà các bạn cần phải chú ý quan tâm trong quá trình chúng mình làm. Vậy thì để làm được dạng này thì trước tiên các bạn cần phải xác định cho chị từ khóa, được chưa ạ? Rồi sau đó các bạn hiểu từ khóa đó như thế nào thì các bạn trình bày suy nghĩ của bản thân mình là như vậy. Thế thì cái mà các bạn cần phải chú ý cho chị ở đây đó chính là chúng tôi coi đây không phải là một cuộc chạy đua với virus, được không ạ? Chúng tôi coi đây là một cuộc chạy đua với virus chứ không phải là một cuộc chạy đua với các nhà phát triển vaccine khác. Đây chúng ta có thấy có hai vế. Thứ nhất, đây là một cuộc chạy đua với virus. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì nếu như không có vaccine thì chắc chắn là virus sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng của con người. Chính vì lẽ đó, đây là một cuộc chạy đua với virus để có thể kiểm soát, để có thể khống chế con virus đó, chứ không phải là cuộc chạy đua để mang lại danh tiếng, mang lại lợi nhuận cho bản thân mình, mà là cuộc chạy đua để bảo vệ tính mạng của người dân, của cộng đồng, được chưa ạ? Thì các bạn chú ý chị vào hai vế mà chị đã gạch đấy ạ. Bà Gilbert cùng với nhóm sáng chế của mình coi cuộc sáng chế, coi những cuộc phát minh ra vaccine để phòng chống virus đó chính là cuộc chạy đua với virus để bảo vệ tính mạng sức khỏe cho cộng đồng, chứ không phải là một cuộc chạy đua để mang lại danh tiếng lợi nhuận hay là tiếng vang cho chính bản thân mình. Thì các bạn lưu ý, các bạn chú ý chị trong quá trình mà các bạn làm đọc hiểu phần này, các bạn đọc câu đó gạch giao chị từ khóa và sau đó chúng ta lý giải dựa trên thứ nhất là cái bề mặt nghĩa của câu nói và đồng thời các bạn đưa cái suy nghĩ của bản thân mình để chúng ta viết thêm vào nhá, được chưa? Các bạn lưu ý chị là như vậy. Câu số 4 này, chị có câu số 4 nhá. Câu số 4, từ hình ảnh của người phụ nữ chế ra vaccine ngừa COVID-19 giá rẻ AstraZeneca
anh chị rút ra được thông điệp gì? Vậy thì đây chính là một câu hỏi rất quen thuộc thôi. Các bạn rút ra thông điệp gì thì các bạn tự rút ra, và các bạn có thêm cho chị một cái phần lý giải vì sao đấy là cái thông điệp của bản thân các bạn rút ra nhé. Nói chung là với phần này thì các bạn tự làm giúp cho chị. Bởi vì sao ạ? Trong bất cứ một phần ngữ liệu nào đó đều ẩn chứa ở đó rất là nhiều những cái thông điệp hoặc những cái bài học ý nghĩa, tùy thuộc vào đối tượng và tùy thuộc vào cảm nhận như trải nghiệm của cá nhân, thì chúng mình sẽ rút ra được những cái phần ý nghĩa cũng như là thông điệp bài học nhất định. Cái phần này các bạn chú ý rút ra cho chị nhé. Đối với các em thì các em có thể cho chị một cái từ khóa chẳng hạn, xem là các bạn sẽ rút ra được bài học gì, rút ra được thông điệp gì từ hình ảnh của người phụ nữ ngừa Covid phát minh ra vaccine để ngừa Covid-19. Thực sự với bản thân chị thì chị thấy được cái sự cống hiến ở từ hình ảnh của người phụ nữ này, thì không biết các bạn có nhìn thấy điều ấy không. Còn các bạn có thể đưa ra những cái bài học, đưa ra những cái phần thông điệp khác nhau. Phần này thì đây là một câu hỏi khá là mở, và thấy cô chấm thì cũng chấm mở, thế nên các em cứ thoải mái thôi. Chúng mình bám sát vào cái phần ngữ liệu chúng ta đọc ở phía trên, sau đó rút ra chị thông điệp hoặc là bài học mà các bạn cảm thấy các bạn có thể nhận ra được, đúng không ạ? Từ hình ảnh người phụ nữ chế ra vaccine ngừa Covid-19 ở đây, để chạm ở đây thì chị thấy được cái sự cống hiến. Ngoài ra các em cũng có thể đưa ra được những cái bài học, là những cái thông điệp khác. Nói chung câu này rất là mở, các em thoải mái trong quá trình mà các bạn trả lời nhé. Được chưa ạ? Rồi, thì đó chính là phần đọc hiểu của chúng mình. Các bạn lưu ý với chị, đối với phần này, thông qua chữa một đề, nhưng không phải là chị chữa được một đề hay hai đề với các bạn. Quan trọng là chị biết các bạn đang thiếu phần nào, yếu phần nào. Chị cũng muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm để các bạn có thể ôn tập trong giai đoạn nước rút. Được chưa ạ? Còn bạn nào mà cảm thấy ôi phần này em đã học chắc rồi, hay em thấy ok la rồi, còn chị nói lan man quá, thì thôi, em cũng có thể tự luyện ôn tập nhá. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy phù hợp với các bạn nào mà cảm thấy là ừ đúng rồi, mình còn đang yếu, mình đang thiếu, hoặc là mình đã làm tốt rồi, thì mình cố gắng phát huy thêm giúp cho chị nhá. Ở đây chị mong là các bạn có thể rút ra được chính bài học sau một phần chị chữa. Bởi vì ở trên page thì làm sao có thể cùng với các em học từng bài này, từng bài, từ bài này qua bài khác được. Cái điều đấy là rất là khó, đúng không ạ? Cái điều đấy là chị biết các bạn cũng đã đi học, các bạn cũng đã học thêm, học nếm rất là nhiều rồi. Với những cái phần phát trực tiếp ở trên page thì chị cũng hy vọng thêm một lần nữa được đồng hành cùng với các em, trở thành những cái người bạn chia sẻ với các bạn, và đồng thời chỉ ra cho các bạn những cái được và chưa được, rồi cũng có thể nói với các bạn một vài cái kinh nghiệm mà chị đã đi qua, để các bạn có thể xem xét lại đối với chính mình xem có đúng không. Đúng thì làm theo, mà chẳng đúng thì thôi. Còn nếu như mà cảm thấy đúng rồi làm theo mà chưa hiệu quả thì mình cần phải thay đổi. Bởi vì kinh nghiệm có thể đúng với người này nhưng sai với người khác, và chúng ta cần phải chủ động linh hoạt trong quá trình học giúp cho chị. Được chưa ạ? Được không? Nhớ nhá. Được không ạ? Thì đấy là những cái điều mà chị lưu ý và cũng như nhấn mạnh lại với các bạn thêm một lần nữa, để các bạn hiểu rằng là ừ, chúng mình cần phải chủ động cố gắng hơn rất rất là nhiều. Được chưa ạ? Rồi, còn bây giờ chúng mình cùng với chị đến với phần làm văn. Trong phần làm văn này thì chúng mình có câu số 1 là cái câu gì đây ạ? Nghị luận xã hội. Và chị thấy có khá là nhiều bạn đau đầu với nghị luận xã hội. Tại sao lại như vậy? Là tại vì chưa biết viết như thế nào, chưa biết sử dụng các thao tác lập luận ra làm sao, đúng không? Trước tiên các bạn xác định cho chị về mặt hình thức đi. Đây là một cái đoạn văn khoảng 200 chữ, thì các bạn viết chị khoảng 2/3 trang giấy, hoặc là viết du di đến 1 trang cũng được nhá. Thì đấy là mặt hình thức. Còn về mặt nội dung thì phải bám vào đề để xem đề hỏi cái gì để ta trả lời cái đó. Từ nội dung của văn bản trên, anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự sẻ chia trong xã hội hiện nay. Thế thì xác định được luôn nội dung của bài viết, chúng mình sẽ tập trung đến ý nghĩa của sự sẻ chia. Được chưa ạ? Thế thì bây giờ cùng với chị tư duy một chút xíu thôi. Trước tiên các bạn chú ý chị đề bài hỏi về ý nghĩa của sự sẻ chia. Thế thì bây giờ ở trong cái phần mở đoạn, các bạn cần phải nhắc được từ khóa ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống hiện nay vào giúp cho chị. Còn các bạn dứt dắt bằng bất cứ yếu tố nào, bằng bất cứ ý tưởng nào thì đấy là việc của các em. Chị có thể gợi ý cho các bạn một chút xíu như thế này, đi từ trải nghiệm của bản thân. Được chưa ạ? Hay là các bạn có thể đi từ những vần thơ, hay là từ những cái câu hát có cái sự liên quan đối với vấn đề nghị luận. Được chưa? Hay là các bạn có thể sử dụng những hình ảnh tượng trưng có cái sự liên tưởng tưởng tượng đến để chúng mình dẫn dắt. Được chưa? Nhưng nhớ là từ khóa đó chính là ý nghĩa của sự sẻ chia trong xã hội hiện nay. Thì đấy là phần mở đoạn hướng dẫn nhé, hướng dẫn trước đã. Rồi, tiếp theo đến với phần thân đoạn. Trong phần thân đoạn thì các bạn cần phải thực hiện được các thao tác lập luận để ta làm sáng tỏ vấn đề. Trước tiên chúng mình giải thích giúp cho chị. Giải thích từ gì? Giải thích từ khóa đó là sẻ chia là gì. Được chưa?
Xác định được chưa ạ? Sẻ chia là gì? Sau khi giải thích xong sẻ chia là gì rồi, bây giờ ta đi đến phần phân tích kết hợp với bàn luận. Và phần này là phần quan trọng nhất ở trong bài viết của các bạn. Các bạn cần phải làm sáng tỏ được ý nghĩa của sự sẻ chia. Thế thì bây giờ chị hỏi các bạn như thế này để giúp các bạn tư duy trong bất cứ một đề nào đó, được chưa ạ? Thế thì bây giờ để có thể trả lời được ý nghĩa hay vai trò thì các bạn hãy đặt cho chị những câu hỏi như sau. Ví dụ ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống thì chị sẽ đặt câu hỏi như thế này. Trong quá trình mà các bạn làm đề, các bạn cũng có thể tự đặt câu hỏi cho chính mình để các bạn trả lời, để các bạn xây dựng ý nhé. Ví dụ như thế này: sự sẻ chia có ý nghĩa như thế nào trước tiên đối với cá nhân bản thân các em đi, được chưa? Ý nghĩa của sự sẻ chia sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với chính bản thân mình trước, sau đó đối với cộng đồng thì như thế nào, ý nghĩa của sự sẻ chia đối với cá nhân, ý nghĩa của sự sẻ chia đối với cộng đồng. Trả lời giúp cho chị hai câu hỏi đó. Sau khi đã trả lời được hai câu hỏi đó rồi thì có thể giúp cho chị cái phần mở rộng vấn đề, đó chính là trong cuộc sống hiện nay thì sự sẻ chia như thế nào, được chưa ạ? Mình đang nói về ý nghĩa của sự sẻ chia thì mình bàn luận và mở rộng xoay quanh vấn đề sự sẻ chia thôi. Hay các bạn cũng có thể đặt một câu hỏi ngược lại, ví dụ như là nếu như trong cuộc sống xã hội chúng ta mất đi hay là thiếu đi sự sẻ chia thì sẽ như thế nào. Tức là những câu hỏi định hướng để các bạn có thể hình dung ra những ý mà các bạn có thể viết ở trong bài, được chưa ạ? Đó, thì đấy là những câu hỏi mà chị định hướng giúp các em ở đây. Thì ít nhiều các bạn đã có 3 ý để chúng mình làm sáng tỏ vấn đề rồi. Ok, chốt nhá, tối thiểu là 3 ý. Nếu như mà có sức thì viết hơn, nhưng mà nhớ là dung lượng chỉ có 200 chữ thôi nhá. Cân nhắc sau khi thực hiện xong thao tác phân tích và bình luận thì các bạn chú ý cho chị đến phần chứng minh, đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ đưa dẫn chứng vào. Dẫn chứng thì tùy thuộc các bạn, có thể lấy một cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật theo xu thế, ok, tốt. Còn nếu không thì cũng có thể lấy cho chị một cái dẫn chứng quen thuộc nhưng đủ sức để làm sáng tỏ vấn đề. Điều quan trọng không phải là các bạn lấy dẫn chứng mang tính chất cập nhật hay điều là các bạn lấy dẫn chứng mang tính chất kinh điển, mà quan trọng là dẫn chứng đó của các bạn làm sáng tỏ được vấn đề, thế là ổn rồi nhá. Sau khi chứng minh xong thì các bạn làm giúp cho chị một cái thao tác nữa, đó chính là phần liên hệ bản thân. Trong phần liên hệ bản thân thì chị luôn nhắc các em chúng mình liên hệ sao cho chân thành, liên hệ sao cho đúng với bản thân mình, hạn chế nhân danh cộng đồng hay là nhân danh một tập thể nào đó, bởi vì như vậy nó sẽ khiến cho cái đoạn văn của các bạn trở nên hơi xáo rỗng một chút xíu, mà như vậy thì nó sẽ khiến cho tất cả những cái gì mà các bạn xây dựng ở phía trước nó sẽ khó có thể đạt những cái mong muốn như ý như các bạn, ví dụ như 1,75 2 điểm gì đấy thì nó sẽ khó hơn nhá. Cái này thì chỉ cần soi chiếu lại chính bản thân mình, nhìn nhận lại mình xem trong cuộc sống mình đã bao giờ nhận được sự sẻ chia chưa, hay từ chính cá nhân mình đã bao giờ có ý thức chia sẻ với mọi người chưa, hay chỉ biết ích kỷ thôi. Thế thì ở đây chị cũng có thể liên hệ như này: tôi cảm thấy thật là xấu hổ khi bản thân mình luôn luôn cho mình là nhất, cái tôi bản thân để lên cao, ích kỷ, không biết chia sẻ, cũng không biết đồng cảm với bất cứ ai. Và thật như vậy, tôi sống trong một thế giới đầy những bóng đêm của sự tham lam, được không ạ? Nói chung là nhân cái lúc chị ngẫu hứng thì nó cũng có thể lời văn chương mượt mà chưa trau chuốt, nhưng mà các bạn cũng có thể thấy đấy là một ý tưởng để các bạn có thể viết tôi thực xấu hổ với bản thân mình, bởi bản thân mình còn rất ích kỷ, đúng không ạ? Ngay chính bản thân các bạn thử nhìn chúng mình xem chúng mình đã biết sẻ chia chưa, chúng mình đã lan tỏa cái sự sẻ chia và tình yêu thương đấy đến mọi người hay chưa. Đây, đang viết về tình yêu thương, viết về sự sẻ chia đây, thử soi chiếu vào chính mình xem đã bao giờ chia sẻ với một ai đó chưa, đã bao giờ biết giúp đỡ những người xung quanh chưa, biết chia sẻ những khó khăn, biết nặng nhọc, hay là chỉ biết chia sẻ niềm vui thôi, còn nỗi buồn thì thôi mặc kệ. Đó, thì đấy là một trong những một vài những câu hỏi mà chị có thể gợi ý cho các bạn để các bạn tự soi chiếu chính mình, tự nhìn lại chính mình, xem trong suốt những năm qua mình đã thực sự biết sẻ chia với mọi người hay chưa, hay lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân. Đó, cái sự ích kỷ, đúng không ạ? Thì các bạn có thể tự viết như vậy trong chính bài viết của mình. Nếu như mà các bạn cảm thấy bản thân mình đã làm được điều này rồi thì cảm thấy là soi chiếu lại chính bản thân, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn vì luôn luôn nhận được sự sẻ chia của mọi người, để rồi từ đó tôi cũng học cách sẻ chia để yêu thương, được không ạ? Nói chung là các bạn tự nhìn lại chính mình để xem bản thân mình có thực sự biết sẻ chia không, để chúng mình liên hệ nhá. Và từ đó liên hệ bản thân mình rồi các bạn có suy nghĩ như thế nào, đúng không ạ? Các bạn suy nghĩ như thế nào, từ suy nghĩ này thì dẫn đến hành động ra làm sao của chính bản thân mình chứ không phải là của một cộng đồng,
chứ không phải là của một tập thể. Nói chung là khi các bạn nhân danh thì cũng không sai, thế nhưng mà nó sẽ khiến cho cái đoạn văn của các bạn trở nên sáo rỗng. Thế nên đây là cái điều mà chị cũng muốn chia sẻ thêm để các bạn có thể chú ý trong quá trình chúng mình viết. Sau khi các bạn đã làm xong được phần liên hệ bản thân rồi thì các bạn đến với phần thứ ba là cái phần kết đoạn giúp cho chị nhé. Đối với phần kết đoạn thì chúng mình khẳng định lại vấn đề và đồng thời thì cũng có thể đưa ra những cái thông điệp, cái bài học gợi mở, được không ạ? Thì các bạn lưu ý giúp cho chị nhé. Thì đấy chính là cái phần mà chị chia sẻ với các em trong quá trình mà chúng mình viết về nghị luận xã hội, được chưa ạ? Đó. Rồi ở đây thì chị thấy có khá là nhiều bạn nói rằng là chia sẻ là cho đi mà không cần nhận lại, ok, nhất trí. Và ở đây thì chị cũng muốn đọc cho các bạn tham khảo một cái đoạn văn mà các chị viết về ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống bằng tất cả những gì mà chị vừa gợi ý cũng như hướng dẫn các em. Thì ở đây chị cũng muốn đọc cho các bạn nghe một cái đoạn tham khảo để chúng mình áp dụng từ cái phần chị chia sẻ ở phía trước, chị trao đổi với các bạn đến cái phần này, chúng mình viết thành một cái đoạn. Nhớ chị, về mặt hình thức là chúng ta sẽ viết khoảng 200 chữ, đúng không ạ? Các bạn căn cho chị trong cái phần giấy thi là khoảng 2/3 cho đến 1 trang giấy, tức là các bạn du di có thể làm được giúp cho chị là như vậy. Sau đó thì chúng mình nhớ chị nội dung là ta cần làm sáng tỏ về ý nghĩa của sự cho đi trong xã hội hiện nay. Và các bạn có thể tham khảo đoạn viết mẫu, chị sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. Rồi, ở đây thì các bạn có thể tham khảo như thế này. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Đó là lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi viết về sự sẻ chia trong cuộc sống. Sẻ chia hiểu theo nghĩa cơ bản là sự quan tâm, đồng cảm giữa con người với con người được thể hiện thông qua những hành động thiết thực xuất phát từ một trái tim yêu thương. Những hành động sẻ chia dù nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn lao. Khi chúng ta sẵn sàng cho đi, khi chúng ta sẵn sàng cho việc chia sẻ với mọi người, đó là cơ hội để ta rèn luyện, tích lũy thêm kiến thức, trau dồi cho trái tim những xúc cảm tích cực. Từ đó, ta không chỉ nhận lại sự yêu mến từ mọi người, mà điều quan trọng nhất là trong ta luôn có một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Cái đích của cuộc sống của mỗi người đều có khả năng chạm tới, chỉ cần ta sẵn sàng sống vì người khác một chút. Sự sẻ chia giúp con người gắn kết hơn với nhau. Người nhận được sự sẻ chia có thêm động lực để vượt qua khó khăn, tin vào những điều tốt đẹp tồn tại trong cuộc đời. Trong cộng đồng lớn, nếu mỗi người đều có được cho mình nhận thức cho đi mà không hề toan tính, đó sẽ là một cộng đồng tràn đầy tình yêu thương, năng lượng sống tích cực cùng giúp đỡ nhau phát triển. Nhắc về ý nghĩa của sự sẻ chia, tôi nhớ đến bà Gilbert, người phụ nữ nghiên cứu ra loại vaccine thiên thần AstraZeneca. Bà từ chối nhận bằng sáng chế vaccine với mong muốn vaccine được sản xuất ra rẻ hơn để tiếp cận đến nhiều người có thể nhất. Sự chia sẻ cao cả đó của bà giúp đỡ thế giới có được thứ vũ khí lợi hại, vượt qua được làn sóng đỉnh điểm của đại dịch. Hiểu được ý nghĩa của sự sẻ chia, tôi biết rằng mình cần phải rèn luyện và biết sống yêu thương vì mọi người hơn mỗi ngày. Chúng ta không phải sinh ra đã mang những tính cách tốt đẹp, tôi cũng vậy. Thế nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta biết mình cần phải giữ gìn, rèn luyện những giá trị tốt đẹp và lan tỏa nó. Tôi sẽ luôn cố gắng để chia sẻ với mọi người xung quanh mỗi ngày. Bạn biết đấy, sẻ chia giống như một con sóng nhỏ. Khi mỗi người chúng ta đều trở thành con sóng ấy, ta sẽ có cả một đại dương yêu thương mênh mông. Và đó chính là đoạn văn tham khảo chị vừa đọc cho các bạn. Trong quá trình mà chị đọc, không biết là các bạn có nhận ra đâu là mở đoạn, đâu là thân đoạn. Trong thân đoạn chị đã có thực hiện được các thao tác lập luận như chị vừa hướng dẫn các em không? Rồi đến phần kết đoạn thì chị đã có đưa ra được thông điệp bài học gì hay không? Thì đó chính là phần đoạn văn tham khảo đối sánh với phần hướng dẫn ở phía trước. Thì các bạn sẽ có thể áp dụng được ngay và luôn để chúng mình thực hiện cái vấn đề mà đề bài yêu cầu, được chưa ạ? Ở đây thì các bạn đã nhận ra được cái quá trình mà chị vừa đọc các bạn, đoạn văn mà chị đọc cho các em á, thì các bạn đã thấy đâu là mở đoạn, đâu là thân đoạn, đâu là kết đoạn chưa? Và trong phần thân đoạn thì chị giải thích này, chị phân tích bàn luận này, sau đó chị lấy dẫn chứng này, và cuối cùng là chị sẽ liên hệ bản thân đấy. Thì các bạn chú ý giúp cho chị nhé. Ở đây thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị trong quá trình chúng mình làm nghị luận xã hội thì cố gắng
trong phần tân đoạn thực hiện đầy đủ các thao tác lập luận, tránh cái trường hợp là thiếu cái này quên cái kia. Bởi vì chị thấy có nhiều bạn viết nhưng mà thường là bỏ sót, hoặc là quên không làm thao tác giải thích, hoặc quên không đưa phần liên hệ bản thân vào, hoặc thậm chí quên cả dẫn chứng. Nói chung là để khắc phục được điều này thì các bạn nhớ chị, khi mình luyện đề hay mình vào phòng thi rồi, thì khi mà các bạn được phát giấy nháp ấy, thì các bạn ngồi bình tâm lại khoảng 5-10 phút, xác định cái khung, cái dàn để chúng mình làm cho từng câu. Để chạy thì đối với phần nghị luận xã hội thì các bạn xác định là mình sẽ làm đoạn văn bao gồm mở thân, kết đoạn. Thế thì trong phần thân đoạn thì các bạn cần phải tập trung để làm sáng tỏ những vấn đề như thế nào, thì các bạn có thể gạch ra cho chị cái khung, cái sườn thôi. Ví dụ như là chị hướng dẫn các bạn đấy ạ, chỉ là cái khung, cái sườn như này thôi, nhưng mà các bạn có thể dựa ở đây, các bạn làm đủ chị được cái đoạn văn 200 chữ, được không ạ? Đủ cấu trúc thì các bạn cũng đã có 0,25 điểm rồi. Để chạy thì các bạn lưu ý chị một chút xíu, bởi vì bất cứ một vấn đề nào đó được đặt ra thì các bạn cũng sẽ triển khai theo cái cấu trúc này, thì các bạn có thể hoàn thành cái phần bài viết của mình, đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý trong quá trình luyện đề, các bạn sẽ viết cho chị câu nghị luận xã hội trong khoảng 20-30 phút để chúng ta tính vào cả phần đọc hiểu. Kết hợp với phần nghị luận xã hội thì chúng mình sẽ làm trong khoảng 45-60 phút, được chưa ạ? Còn khoảng thời gian còn lại khoảng từ 60 phút cho đến 80-90 phút, nếu mà nhiều thì các bạn sẽ làm với chị công nghị luận văn học. Bởi vì vốn dĩ các bạn dựa vào số điểm để các bạn chia thời gian thôi, bởi vì công nghị luận văn học đã chiếm 5/10 rồi. Còn phần nghị luận xã hội, phần đọc hiểu kết hợp lại 5 điểm, thì các bạn chia thời gian sao cho phù hợp với số điểm cũng như với dung lượng của bài viết, được không ạ? Để các bạn có thể cân bằng cho quá trình chúng mình viết, tránh trường hợp là nghĩ mãi nghị luận xã hội không ra, làm đến cả tiếng đồng hồ rồi, kết hợp với 20 phút phần các bạn làm đọc hiểu nữa, thì các bạn còn bao nhiêu phút để các bạn làm cho công nghị luận văn học, thì chắc chắn đến phần cuối rồi các bạn bị đuối. Mà các bạn đuối thì thường là sẽ không phân tích hết rồi, có thể viết kết bài khoảng 2-3 dòng, và như vậy thì chán lắm. Nói chung là cố gắng là cân bằng được thời gian trong quá trình chúng mình viết từng phần, được không ạ? Từng câu, từng với số điểm mà câu đó các em có được. Được chưa ạ? Thì đấy là những cái lưu ý mà chị dành cho các bạn. Và cuối cùng chúng mình có câu 2 ở đây, 5 điểm. Và câu này là chúng mình phân tích, đúng không ạ? Phân tích đoạn thơ sau: sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, sải khao sương lấp đoàn quân mỏi. Và các bạn có thể đọc đề và các bạn có thể xác định giúp cho chị về mặt kiến thức nền, thì đây chính là 14 câu thơ đầu tiên, đúng không? Xác định chị cho chị 14 câu thơ đầu tiên thì nhớ chị, đây chính là thiên nhiên miền Tây, đúng không ạ? Và hình ảnh người lính trên con đường hành quân đó, thì nhớ chị cái phần kiến thức này là như vậy. Thì các bạn đã có thể phân tích được đoạn thơ này rồi, và từ đó nhận xét vẻ đẹp của người lính thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thế là chúng mình đã thực hiện xong. Và đặc biệt nhớ chị, trong công nghị luận văn học sẽ bao gồm hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là yêu cầu chính, đặc biệt, quan trọng, các bạn sẽ phân tích giúp cho chị, được không ạ? Phân tích đoạn thơ và phân tích được nhớ nhá, các chị phân tích thôi, trước tiên xác định các chị được kiến thức nền, và chúng ta có thể nhớ đây là 14 câu thơ đầu trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được chưa ạ? Và sau khi các bạn nhắc nhớ được cái phần kiến thức nền rồi, thì trong quá trình phân tích thơ nhớ chị phân tích hình ảnh, đúng không ạ? Phân tích từ ngữ, phân tích biện pháp nghệ thuật, để từ đó chúng mình chỉ ra tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình. Bởi vì đối với thơ thì tình cảm chính là hồn cốt của một bài. Thì các bạn lưu ý chị trong quá trình chúng mình phân tích thơ, thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Từ đó các bạn thực hiện cho chị yêu cầu phụ nhá. Phần này thì chị cũng đã có hướng dẫn các bạn trong những buổi phát về Tây Tiến rồi. Các bạn lưu ý lại cho chị phần kiến thức nền, và đặc biệt chủ động ôn tập củng cố kiến thức nền cho bản thân mình nhá, được không ạ? Còn nếu như bạn nhỏ nào mà còn cảm thấy ở đây thì chị có đọc được chị đọc được bình luận của Tú Trinh. Tú Trinh còn nói là phản đề ở đâu vậy chị? Ok, nhất trí, chị sẽ trả lời câu hỏi này nhá. Chị cảm ơn bạn Trần Việt đã nói rằng là không có, đúng không ạ? Chị hy vọng là trong quá trình mà các bạn vào học cùng với các chị trong những cái buổi phát này, thì chị cũng hy vọng là các bạn có thể lịch sự hơn trong quá trình mà chúng mình giao tiếp nhá, được không ạ? Và Tú Trinh còn nói là phản đề ở đâu, thì cái phần phản đề này, hay tức là cái phần chị nói với các bạn, chúng mình có thể viết phần liên hệ mở rộng. Và cái phần liên hệ mở rộng này thì là một trong những cái thao tác lập luận mà các bạn có hoặc không có đều được, được chưa ạ? Nếu như các bạn xem xét trong quá trình chúng mình viết đoạn nghị luận xã hội 200 chữ, nếu như dung lượng của các bạn đã thấy phần phân tích ổn rồi, thì chúng mình cũng không cần đến cái phần mở rộng này. Ở đây thì các bạn thường nói là phản đề, tuy nhiên chị sẽ không gọi là phản đề, bởi vì trong cái phần đó chị sẽ gọi là cái phần
mở rộng vấn đề, tức là chúng mình có thể bàn luận vấn đề ở những chiều kích khác chứ không hẳn là chỉ chiều kích ngược lại. Các bạn lưu ý giúp cho chị nhé. Bởi vì đối với cái phần chúng mình mở rộng vấn đề, các bạn có thể mở rộng ở nhiều góc nhìn khác nhau, góc nhìn khác nhau, các khía cạnh khác nhau, chứ không hẳn chỉ cần là ngược lại. Như chị có hướng dẫn các bạn đấy ạ, trong quá trình các bạn phân tích thì các bạn có thể đưa ra hai câu trả lời nói về ý nghĩa của sự sẻ chia. Thứ nhất đối với cá nhân, thứ hai đối với cộng đồng. Và cái ý thứ ba, các bạn có thể bàn luận và mở rộng vấn đề ở chiều kích ngược lại hoặc với những chiều kích khác. Ví dụ như khi chúng ta không có ý nghĩa thì sao? Tức là các bạn có thể làm điều ấy. Tuy nhiên trong cái đoạn văn tham khảo của chị thì chị đã thấy phần phân tích của chị với phần dung lượng như vậy là đủ với 200 chữ rồi. Thế nên chị sẽ không làm thêm cái thao tác mở rộng vấn đề nữa, bởi vì phần phân tích chị đã phân tích cảm vậy, cảm là thấy phần phân tích đã ổn và đủ để làm sáng tỏ cho vấn đề rồi. Thế nên cái phần mở rộng này các bạn cũng có thể có hoặc không, được chưa ạ? Được chưa? Thì các bạn lưu ý giúp chị nhé. Và thực sự là trong ngày hôm nay thì chị khá là buồn vì chị thấy các bạn nói rất là bậy. Và các bạn, chị thấy dường như là các bạn đang không có tôn trọng chị. Không biết là các bạn cảm thấy trong những cái lần mà các em, trong những cái lần mà các em cùng với các chị học qua phần phát trực tiếp này thì thực sự là các bạn có trân trọng hay không. Nhưng xuất phát từ tấm lòng của các chị thì đây là một trong những cái lần phát trực tiếp, lần nào cũng như vậy, các chị cũng đều mong muốn là giúp đỡ thêm các bạn những cái phần mà các bạn đang gặp khó khăn. Rồi là có thể là các em không gặp khó khăn phần này, nhưng cũng sẽ có những lúc các bạn gặp những cái khó khăn ở chỗ này chỗ kia. Bởi vì ở đây là chúng ta cả tất cả mọi người, thế nên chị cũng không biết là thực sự là bản thân các em đang gặp khó chỗ nào. Chị cũng chỉ nói được những cái vấn đề rất là chung mà các bạn hay mắc phải, hay gặp phải trong quá trình mà chúng mình làm bài, chúng mình làm đề, chúng mình luyện thôi, đúng không ạ? Còn thực sự là chị thấy ở đây, chị thấy có khá là nhiều bạn có cái tinh thần khá là tiêu cực trong cái phần phát này. Thế nên chị hy vọng rằng trong quá trình mà các bạn vào học cùng với các chị, và đây là những cái buổi phát cộng đồng, và chị hy vọng là các em cũng sẽ có thể học hoặc không, đấy là sự lựa chọn của các em. Bởi vì chúng mình cần tìm ra người hướng dẫn, tìm ra người giáo viên có sự phù hợp trong cái cách giảng dạy, trong giọng văn để các bạn hiểu bài hơn. Thì đấy là cái điều mà chị khuyến khích các em nên tìm để những người giáo viên có cái sự phù hợp trong cái cách học của các em, rồi là giúp các bạn có thể tiến bộ, được chưa ạ? Các bạn thoải mái tự do trong quá trình mà các bạn lựa chọn giáo viên, đấy là cái điều mà các bạn được lựa chọn, được không ạ? Còn bạn nào mà cảm thấy ok là chúng mình học được với nhau, chúng mình hiểu thì đã vào học rồi thì phải tôn trọng người dạy, được không ạ? Cũng như là sự tôn trọng chính các em trong quá trình mà chúng mình vào học đấy. Chị thấy các bạn vào học mà các bạn bình luận rất tiêu cực. Và như vậy thì không chỉ ảnh hưởng đến chính các em mà ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn đang xem phần phát trực tiếp, và ảnh hưởng trực tiếp đến chị. Và chị cảm thấy như vậy là các bạn đang không tôn trọng các chị. Và thực sự là các chị đang rất cố gắng để giúp đỡ các bạn, dù là một chút xíu thôi, nhưng chị biết chắc là cũng sẽ có các bạn cần, được không ạ? Thế nên là hy vọng là các em cũng sẽ có thể lịch sự hơn trong quá trình mà chúng mình học cùng với nhau, để chúng mình có thể đồng hành trên con đường dài nhá, được chưa ạ? Rồi, thì đấy là một vài những cái chia sẻ trong ngày hôm nay mà chị phát cùng với các em. Hy vọng là những lần sau chúng mình có thể tích cực hơn trong quá trình học bài, để chúng mình có thể thu lượm về những phần kiến thức mà các bạn đang thiếu hụt hoặc những cái phần mà các bạn đang yếu các em nhé, được không ạ? Rồi, cảm ơn các em đã cùng với chị học bài trong ngày hôm nay. Với tất cả những gì chị chia sẻ, hy vọng cũng đã giúp đỡ em phần nào đó trong quá trình chúng mình luyện đề, trong quá trình chúng mình học. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy không phù hợp hoặc là cảm thấy chưa ổn thì chị hy vọng là các bạn trong thời gian gần nhất các bạn có thể tìm được người giáo viên có sự định hướng cũng như là phù hợp với em, để chúng mình có thể ôn thi giai đoạn cuối một cách hiệu quả nhất. Bởi vì chúng mình còn hơn một tháng thôi, lúc nào chị cũng nhắc về thời gian, bởi vì chị sợ các em không kịp. Lỡ mất chuyến đò này thì đương nhiên ta còn chuyến đò sau. Thế nhưng mà đã gọi là lỡ rồi thì đã là lỡ nhá. Thế nên chị cũng hy vọng là các bạn sẽ có thể thực hiện được cái mục tiêu của các em trong cái thời gian sắp tới các em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.